Chào mừng các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Ok, bây giờ để mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Hiện bây giờ mình đang ngồi chờ máy bay để bay tiếp về Tokyo của Nhật trước khi mà mình đi chặng cuối cùng để đi về Việt Nam. Thì hiện bây giờ là mình đang ở cái terminal D. Để mình zoom lại đây các bạn xem. Đi 4 và đi 5. Đó, thì như mình đã nói là ở phi trường những cái bảng hướng dẫn rất là rõ ràng. Rồi thôi để mình xoay ra ngoài, mình quay cái khu vực máy bay đậu nè cho các bạn xem nha. Bởi vì nếu như mà các bạn không có đi máy bay thì các bạn khó khi nào hình dung ra được ở phía bên trong của sân bay như thế nào lắm. Cho nên qua video này mình cũng muốn cho các bạn biết được ở phía bên trong cùng của phi trường, tức là cái chỗ mà máy bay lên xuống á. Đó, cái chiếc máy bay này á là cũng vừa mới đáp xuống thôi. Cho nên các bạn thấy người ta lấy hành lý từ ở trong cái khoang máy bay đi ra không? Có cái dây chuyền á, nó chuyển những cái vali đi ra ngoài. Bây giờ là chiếc máy bay này sau khi mà tới rồi, lấy hàng hóa đi rồi thì bây giờ họ chuẩn bị bay tiếp. Cái chiếc xe mà kéo mấy cái thùng tới đó, đó là người ta đang đựng mấy cái hàng hóa của hành khách ký gửi á các bạn. Bây giờ bắt đầu họ đang chuẩn bị để mà họ đưa cái thang, mà nâng cái thang lên á, rồi họ sẽ cho hàng hóa đi vô trong máy bay. Họ sẽ chất hàng hóa đi lên trên máy bay. Và một số người khác thì họ làm những cái công việc khác, ví dụ như họ kiểm tra về an toàn cho chuyến bay. Rồi phía sau đuôi máy bay là họ đang cho đồ ăn thức uống cũng như là những cái gì mà có liên quan tới cái chuyện mà phục vụ cho khách hàng trên máy bay á, thì họ cũng vận chuyển lên máy bay luôn. À, có cái này là cái lạ nè, để mình quay kỹ lại cho các bạn xem nha. Các bạn có thấy ở phía đầu máy bay đó thì có một cái chiếc xe người ta nối với lại cái bánh phía trước của máy bay á, các bạn thấy không? Đó, thì á một hồi nữa cái chiếc xe nhỏ này nè ở phía đầu máy bay á có nhiệm vụ là sẽ đẩy chiếc máy bay đi ra ngoài đường băng, chứ tự động chiếc máy bay nó không có gia được để mà đi ra ngoài đường băng đâu. Thành ra cái chiếc xe này phải hỗ trợ nó, và bây giờ người ta đang gắn cái chiếc xe này vô để một hồi nữa khi mà tới giờ bay á thì nó sẽ đẩy ra. Để một hồi nữa rồi mình quay cho các bạn xem nha. Từ từ đi, hôm nay á mình hứa mình sẽ quay hết cho các bạn xem ở phía bên trong này luôn, cái cách mà vận chuyển hàng hóa vô máy bay như thế nào. Rồi đó, có một cái bộ phận họ đang tiếp nhiên liệu cho máy bay, rồi họ kiểm tra an toàn chuyến bay trước khi mà máy bay cất cánh á. Rồi ở phía đằng sau á thì là họ đem những cái cung cấp mấy cái đồ ăn thức uống cũng như là những cái dịch vụ cần thiết cho máy bay.
mỗi một cái bộ phận sẽ có một một nhóm người phụ trách, cho nên họ làm việc rất là nhanh và rất là khoa học, kiểu như họ có phân công rõ ràng rồi vậy đó. Như vậy để cho một cái chuyến bay mà cất cánh á, thì cần rất nhiều khâu trong cái chuyện chuẩn bị. À, có, ở ngoài xa có một chiếc bay mới tới kìa. À, các bạn nhìn thấy không? À, ở phía bên tay phải đó thì có nguyên một cái cầu nó dẫn ra, thì đó là cái con đường mà dẫn từ ở trong cái nhà ga, từ ở phía bên trong cái nhà chờ đợi này đi ra máy bay đó các bạn. À, hàng hóa đang được đưa lên từ từ ha. Ở ngoài xa có một cái chiếc máy bay sắp sửa hạ cánh. Rồi để mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Máy bay gần tiếp đất rồi đó. Đó, tiếp đất rồi. Khi mà tiếp đất á, thì các bạn thấy có một cái làn khói nó bung lên đó. Rồi xong. À, để mình xem lại cái chỗ này cho các bạn xem nha. À, thông thường á thì những cái hành lý như vali á, nếu mà các bạn đi những cái chặng đường gần á thì họ để rời ra như vậy, còn có khi á thì có những cái kiện hàng họ phải đóng thành những cái container bự như thế này nè, để mà họ vận chuyển cho nó dễ dàng á. Thí dụ như như bây giờ mình đi từ ở Mỹ mà đi về Việt Nam, mà cái chặng mà bay từ Mỹ qua Việt Nam á, thì thường những cái vali, những cái hành lý mà khách ký gửi á thì họ đóng vô một cái container chung như thế này, chứ họ không có để lẻ từng cái. Như vậy thì thứ nhất là nó vừa gọn, dễ quản lý, thứ hai á là để cho nó tránh cái chuyện thất lạc á, thì mình nghĩ như vậy á, mà không biết có đúng hay không nữa. Hoặc là cũng có thể những cái công ty mà chuyển phát nhanh, ví dụ như là FedEx nè hay là Bưu điện nè, thì họ muốn vận chuyển hàng hóa thì họ cũng thường cho vô những cái container lớn như vậy và họ vận chuyển bằng đường hàng không. Rồi, cái chiếc xe ở phía sau đuôi của máy bay nè, để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Thì cái đó là vận chuyển thức ăn, thức uống lên máy bay đó các bạn. Rồi. Rồi, sau khi mà chuyển hàng hóa vô trong máy bay rồi thì cái chiếc xe này trống lỏng rồi, bây giờ xe này chạy đi ra chỗ khác. Và hiện bây giờ thì những nhân viên hàng không đang thông báo cho hành khách bắt đầu lên máy bay rồi đó các bạn. Như vậy là chuyến máy bay này chuẩn bị cất cánh rồi. Ở đằng xa lại có thêm một chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Để mình xem cho các bạn xem nha. Phi trường này lớn quá ha các bạn. Máy bay lên rồi xuống liên tục luôn á.
Bây giờ thì tại vì cũng ngồi cũng rảnh rỗi cũng không biết làm gì, thôi mình cứ để cái máy mình quay về cho các bạn xem nha. À, chiếc máy bay kia đi mất tiêu rồi. Trống lỏng rồi, chỗ này trống rồi. Tại nãy giờ mình mắc nghe điện thoại. Thôi để chờ chờ một tí nữa. Tại vì mình cần thời gian cũng khá là lâu mà. Biết đâu mình sẽ ngồi mình canh coi có chiếc máy bay nào mà mới vừa đáp xuống rồi kéo vô đây không nha. Rồi xong rồi mình quay cho các bạn xem tiếp ha. Ok. À, hên quá. Có cái chiếc máy bay ở phía bên kia đang chuẩn bị cất cánh nè. Đó, đó bây giờ các bạn có thấy không? Cái chiếc xe đẩy ở ngay chỗ cái đầu máy bay á, đang đẩy chiếc máy bay này đi ra ngoài đường băng đó. Đó, các bạn thấy không? Chiếc máy bay đâu có tự động mà ve ra ngoài đường băng được đâu. Cho nên phải nhờ cái chiếc xe đầu kéo hỗ trợ đẩy cái chiếc máy bay lùi đi ra ngoài. Các bạn nhìn ở ngay chỗ cái đầu máy bay đó, có một cái chiếc xe đang đẩy đó. Đẩy chiếc máy bay ve ra đó. Để mình zoom lại một tí xíu cho các bạn coi rõ hơn nha. Nghe rồi. Đẩy đúng ngay cái vị trí mà người ta quy định. Rồi xong rồi thì những nhân viên này mới gỡ cái chiếc xe đầu kéo này cho chạy đi. Thì lúc này máy bay mới bắt đầu khởi động máy. Lúc này là những người công nhân đang gỡ cái chiếc xe đầu kéo ra khỏi máy bay. Ok, đằng xa có một cái máy bay đang chuẩn bị hạ cánh nữa nè. Còn máy bay lên xuống liên tục luôn. Để mình xoay qua đây cho các bạn xem chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường nha. Hai chiếc luôn, một chiếc ở đầu này đi ngược lại nữa. Nhiều quá, nhiều máy bay quá. Ok, để quay lại cái chiếc máy bay này đi. Rồi, bây giờ cái chiếc xe đầu kéo chạy đi rồi đó. Rồi, bây giờ chiếc máy bay đang chuẩn bị nổ máy để mà chuẩn bị cất cánh. Ồ, các bạn có thấy một người điều khiển không? Đứng ở phía đầu máy bay đó. Hơi khá xa. Để anh ta đang điều khiển máy bay đó. Rồi xong rồi. Sau khi mà chiếc xe đầu kéo đã đi vô vị trí an toàn
thì cái người điều khiển này họ cũng đi vô để cho máy bay chuẩn bị nổ máy cất cánh. Ok, chị khách chờ một tí ha. Để mình sẽ thấy cái máy bay này cất cánh luôn nè. Sao đó các bạn, máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng rồi đó. Công nhận hôm nay rảnh rỗi thiệt á, ngồi buồn không biết làm gì, thành ra quay hết cho các bạn xem luôn. Mình cũng hy vọng là cũng sẽ có một số bạn chịu xem những cái cảnh như thế này, xem chơi cho biết vậy mà. Trời, máy bay đã bỏ mất tiêu rồi. Rồi bây giờ máy bay mà đi hết rồi á, thì mình quay cái này cho các bạn thấy rõ nè. Các bạn thấy cái cầu thang mà dẫn từ ở trong cái nhà chờ ra máy bay không? Đó. Rồi cần à, một hồi nữa mình sẽ đi cái chiếc máy bay bên này để mình xoay qua cho các bạn xem. À nè, đây một hồi nữa chiếc máy bay này sẽ chở mình đi về Narita ở Tokyo, Nhật. Rồi xong rồi từ đó mình mới đi chuyến máy bay chuyển tiếp về tới phi trường Tân Sơn Nhất ở Việt Nam. Một chuyến bay rất là dài. Kỳ này mình sẽ quay phim cho các bạn xem mệt thì thôi. Xa xa ngoài đường băng á, máy bay lên xuống liên tục luôn ha các bạn. Không biết có thấy rõ hay không ta. Phải nói là ở Mỹ này á, về giao thông vận tải thì phát triển rất là mạnh. Đường bộ, đường xe lửa, đường thủy, rồi đường hàng không nữa. Ở những cái sân bay, máy bay lên xuống cũng liên tục luôn á. Và người ta đi máy bay cũng giống như là bên mình đi xe đò vậy đó các bạn. Mua vé cũng rất là dễ dàng.
Rồi, hên quá. Bây giờ có một chiếc máy bay vừa mới đáp xuống và chuẩn bị đi vô cái chỗ quy định để đậu máy bay nè. Bây giờ để mình canh chiếc máy bay này cho các bạn xem nha. Đó, cái này là từ ở ngoài đường băng, máy bay đang bò vô cái chỗ đậu. Như vậy là khi mà hạ cánh xuống á, thì máy bay có thể di chuyển từ từ đi vô trong cái chỗ đậu. Nhưng mà khi mà cất cánh á, thì máy bay phải nhờ một cái xe động cơ mạnh á, hỗ trợ để mà đẩy lùi ra ngoài đường băng, chứ máy bay không có biết ve. Cái đó là cái đặc biệt, chứ không phải như là những chiếc xe muốn chạy tới hay là ve lui thì đều rất là dễ dàng. Còn máy bay thì chỉ biết chạy tới thôi chứ không có biết ve lui, chắc mình đoán vậy thôi, nhưng mà không biết có đúng hay không nữa, tại vì mình chưa có thấy máy bay ve lui. Rồi, máy bay bây giờ là đã đậu và đã dừng hẳn rồi đó. Rồi để mình zoom lại một tí xíu cho các bạn xem cái cách mà người ta đưa cái cầu thang vô máy bay nha. Cho phải chờ tí xíu nữa. Rồi, sau khi mà máy bay đã dừng lại hoàn toàn, người ta chêm mấy cái bánh xe cho chắc lại rồi á, thì bây giờ các bạn nhìn thấy không, cái cầu thang á từ từ được nâng, được đẩy ra ngoài nè, để mà áp sát vô trong cái cửa máy bay. Để mình quay từ từ cho các bạn xem nha, rất là hay, giống như là một cái con robot rất là thông minh. Thực ra thì đây là những cái thang mà nâng mà đẩy kéo á các bạn, mà đẩy nguyên cái cầu thang dài đi ra ngoài nè. Ở sân bay này có khá nhiều người Việt Nam đi về nước, cho nên nãy giờ mình nghe cái tiếng người Việt Nam á và nói chuyện điện thoại. Đó là khách đi đường thôi, chứ cũng không có quen biết gì với mình hết á. Tại vì bây giờ mình đi thì chỉ có một mình thôi, ông xã mình đã bay từ ngày hôm qua rồi. Đó, các bạn thấy không? Người ta đang chụp cái cầu thang vô trong cửa máy bay đó. Phải nói là hôm nay cũng rảnh rỗi, rồi buồn cũng có chuyện gì làm, cho nên mình quay mấy cái này rất là kỹ để các bạn xem chơi cho biết. Ok, xong. Rồi bây giờ người ta cho một cái chiếc xe thang tới để chuẩn bị mà đưa hành lý xuống nè các bạn. Và bây giờ các bạn nhìn cái chiếc xe thang nha. Người ta đang đưa tới cái cửa mà ở dưới lườn của máy bay á. Sau khi mà gắn cái thang này lên xong rồi thì người ta sẽ cho dây chuyền chạy để mà đưa hành lý đi ra ngoài. Họ đang vận hành để nâng lên. Rồi không được rồi, phải ve lại một tí xíu rồi. Ok. Rồi bây giờ đi vô là được rồi nè. Họ sắp xếp bố trí phân công công việc á, rất là hợp lý. Tức là bộ phận nào thì làm cái gì. Cho nên công việc nó nhanh lắm. Rồi các bạn coi phía sau đuôi của máy bay nha. Cửa cũng được mở lên. Và cái nhóm dọn vệ sinh á, một hồi họ sẽ cho xe tới để đi vô trong đó dọn vệ sinh.
cho nó sạch sẽ. Rồi còn một cái bộ phận khác thì sẽ có cái trách nhiệm là kiểm tra máy bay, rồi châm xăng vô cho máy bay. Đây, rồi xe này thì cái chiếc xe đang chạy tới là sẽ vận chuyển hành lý đi qua chuyến máy bay khác, hoặc là đưa vô nhà ga để cho người ta lấy. Rồi bây giờ hành lý đã được đưa ra ngoài. Ok, thì tới đây mình thấy giống như là cái khúc đầu mình đã quay cho các bạn xem đó. Tại khúc đầu thì mình quay cái lúc mà người ta lấy hành lý từ trong máy bay ra rồi. Thì thôi, bây giờ mình sẽ dừng video lại ở đây nha. Chứ quay tới quay lui thì nó cũng vòng vòng vậy thôi. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Mình xin chúc các bạn cùng với gia đình luôn luôn được vui, luôn luôn được khỏe và mọi điều như ý nha. Xin trân trọng kính chào. Và mình sẽ post tiếp video mà trên đường về Việt Nam nữa cho các bạn xem. Ok.